Ở đây chúng ta có từ breakfast. Vậy thì khi mà làm bài này thì cái vấn đề là chúng ta phải nhìn từ đằng trước và từ đằng sau. Mình có từ breakfast của chúng ta là danh từ. Sẽ có những bạn hỏi cô sẽ làm thế nào để biết là danh từ, nhỡ là một từ lạ thì sao, con có thể nhìn từ ơ. Rõ ràng là sau từ ơ nó là danh từ. Vậy vị trí cần tìm của chúng ta là một tính từ. Mình sẽ quan sát các đáp án ạ. Tính từ sẽ không có đuôi, không có đuôi ly và không có đuôi nis. Cái ly này của trạng gì ạ? Trạng từ. Đuôi nis này đuôi của danh gì ạ? Danh từ. Còn quicker cũng là tính từ nhưng đây là của so sánh hơn. Vậy thì ở đây làm gì có từ gian mà so sánh hơn? Cho nên bạn sẽ đáp án đây. Số 2. Chúng ta có từ business là danh từ, kinh doanh. Busy là tính gì? Tính từ, bận rộn. Busy là gì hả con? Trạng từ. Và busy thì không có. Ở câu này các bạn thấy rất rõ ràng có từ ơ đúng không? Thì có nghĩa là đằng sau nó là một cụm danh gì? Danh từ. Và trước danh từ thì cần từ loại là một tính gì? Tính từ. Đáp án gì hả con? A. B. Nói nhầm. Mắt nhìn đi đọc A. Nhiều khi là những người phụ nữ có vấn đề một tí. Nào, cái người đàn ông này rất là lo lắng về cái gì nhỉ? Chuyến du lịch của con trai mình bởi vì là gì nhỉ? Không có có quá nhiều phương tiện giao thông ở trên con đường vừa hẹp lại vừa đông. Ở đây cái điều đầu tiên là chúng ta từ the man là chủ ngữ. Vậy rõ ràng chúng ta thiếu một động từ. Có đúng không cả lớp? Chúng ta thiếu một động từ. Đã có worrisome, đây chính là danh từ, sự lo lắng. Worrying là verbing thôi, không có worrisome. Mấy cái từ này là cho vào để cho nó đẹp đội hình. Và cái từ worry chính là ở động từ, tức là động từ của nó sẽ là như này. Đúng không? Nhưng mà vì là the man là số ít cho nên là y dài chỉ thành ngắn vào thêm es, đáp án đi ạ. Câu số 4 ạ. Câu số 4 ở đây cả lớp thấy từ ân. Như vậy có nghĩa là sau ân nó là một danh gì? Danh từ. Vậy từ language là danh từ rồi đúng không? Vậy trên đó mình cần từ loại là một tính gì? Tính từ. Bây giờ con nhìn đuôi cho cô luôn. Đố có biết đâu là tính từ. Nhìn đuôi luôn. Đuôi. Bi. Đúng rồi. Đuôi ly là của trạng gì? Trạng từ trên toàn quốc tế. Chẳng cần phải biết nghĩa cũng được. International cứ đuôi AL này sẽ là đuôi của tính gì? Tính từ. Mình có thể khoanh cái đuôi đi vào cho cô nhá. Đuôi của tính từ. Đuôi IZE này, cứ đuôi IZE là đuôi của động từ ạ. International line. Và cứ đuôi ZUM này cũng là đuôi của danh gì nhỉ? Danh từ. Như vậy mình sẽ có đáp án sẽ là B. Cố gắng nhé, bằng mọi giá nhé. Một buổi và một tuần có 7 luyện đề thì ít nhất là 4 buổi. Đấy là đối với những bạn này nhé. Các bạn cố gắng lên bởi vì các bạn biết đâu đến bây giờ nhé. Cũng còn các bạn hôm qua có mấy bạn xin hộ là cô ơi, bây giờ cô còn nhận học sinh không? Cô tưởng là học sinh lớp bé và sao đây em nhận học sinh? Để các bạn đi một là các bạn muốn mấy buổi nữa các bạn muốn ôn lại kiến thức với lại mấy bạn các bạn đi luyện đề. Cô biết thừa nếu mà bây giờ muốn vào học cô chắc chắn là thấy các bạn được đi luyện đề. Xong là muốn đi luyện đề, cô hiểu không? Bây giờ một buổi học được đáng bao nhiêu? Buổi học được đáng 40.000. Bây giờ 40.000 học xong là học được mấy buổi, được 4 buổi. Xong đi luyện đề mấy tuần liền. Rồi, khôn thế thì ai khôn cho? Đúng không? Lại đi luyện đề xong nó lại tự nhiên học sinh của mình đang còn chạy không có chỗ để mà ngồi luyện đề. Nhưng bây giờ thì đi nhận thêm học sinh mới mà chắc chắn những bạn đấy chắc chắn là đang học của khác. Khẳng định các bạn luôn. Đúng không? Còn hai tuần nữa là chắc chắn là chỉ đi cùng học cùng thôi. Ôi rồi ai chơi. Bỏ qua. A9 với A2 thì cũng chịu. Ta xin hôm qua kia xin mấy bạn xin cô chịu. Bạn học toán lý anh cô ạ. Toán lý anh như nào thì cũng không quan trọng. Bây giờ cô không nhận nữa. Ôn năm mà giờ còn nhận cái gì nữa? À, câu nào mà con dựa vào từ en này các con. Chứ từ en là cái gì? Đó là danh từ. Vậy đằng sau nó phải là danh gì? Danh từ. Ôi thật là may chúng ta có rất nhiều danh từ ở đây. Cười cái gì? Nhưng mà cái vấn đề là cái từ religion, câu hỏi cả lớp tiếp theo cả lớp là cái từ culture và từ religion nó là danh từ chỉ người, là danh từ chỉ vật. Là vật. Vật thì những cái đuôi mà liên quan đến người thì chúng ta bỏ đúng không? Cái đuôi an này là người này. Đuôi an là của người này. Như là musician này, civilian này. Đấy. Đây là công dân. Civility là danh từ quyền công dân. Civilizer không có từ này trong từ điển.
có nhưng ta không dùng ở trong academic, ta không dùng ở học thuật. Mà nói chung là các bạn cứ thấy đuôi R này là danh từ chỉ gì? Chỉ người. Không phải. Vậy có mỗi thằng nào chỉ vật thôi. Đấy. Đây là nền văn minh các con. Civilization là nền văn minh. Đã. Cô đang ở trên đang lắp giáo với thợ sơn nhưng mà nhìn xuống bên dưới thế nào? Bên dưới rõ ràng cái lần một rồi lại thế là bây giờ bố nằm ở nhà đời tự nhiên thấy đáp cánh đi cả lớp hạ cánh đi cả lớp sao mà cứ thể mái tôn với lại bê tông mà nhìn có thể giống nhau được nhỉ, là sao nhỉ, có hiểu xong đã bị đáp một lần rồi, đã lần đau rồi lại còn ngoi ra để lấy chai nước nữa, một phát nữa lần này. May đây nó còn xây gãy xương mu bàn chân mà gãy cả ống đồng thì thôi chắc cuộc đời nó vui. Nào tiếp số 6 nè các con. Ý nó chán nhỉ. Câu số 6 cái lớp gạch chân của từ ập. Cả lớp ơi theo công thức của liên từ chúng ta chỉ có từ nào đây với từ ập các con. Đọc to lên. Đáp án nào? A là B là C đúng rồi. Còn regardless of chỉ có một từ này đi với nó thôi. Regardless of của chúng ta nghĩa là gì đấy à? Bất kể. Filmmaker tức là những người làm phim thì có thể suy nghĩ về cái việc kiếm được tiền bất kể là những ảnh hưởng tiêu cực dành cho con trẻ. Đúng không? Con tôi suốt ngày xem Miu Miu TV, Tấm với lại Cám với lại Hoàng Thượng. Úi dồi ôi, cả ngày từ sáng đến tối. U hết cả đầu. Nào, cái chương trình trước cho cả lớp. Cái khuôn này là tốt là tính từ đúng không? Sao tính từ là danh từ, nhìn thẳng vào đáp án này cô. Đâu là danh từ, nhìn đuôi, nhìn đuôi. Đáp án gì đây? Vâng, ai cũng biết đúng không ạ? Câu này không biết thì đi ngủ với Jun luôn. Đáp án đi ạ. Ờ cái gì? Đây là tính từ ạ. Preparative là có tính chất chuẩn bị. Không có đáp án B. Đáp án B là vớ vẩn. Vâng, lừa tình ạ. Đáp án C là không sửa chữa được ạ. Đưa tỉnh đấy đúng không? Câu số 8 đây các con. Mình có công thức luôn. Ask, đúng rồi. Chính xác. Trouble. Hoặc là difficulty. Hoặc là problems. Có thể có in hoặc không. Cộng với lại verb. Trong góc kia là đứa nào nhỉ? Lan Anh à? Mệt rồi con làm sao đấy? Gặp phiền à? Tháo luôn cái móng tay thì bây giờ chứ. Dạ đàn bi nhá. Câu số 9 ạ. À, cụm từ tiếp của lớp. Pay gì? Đúng rồi. Pay attention to. Tức là có chú ý tới. Hôm nay đấy. Đầu hôm nay đề dễ như vậy. Mà anh Dương ấy học khá là chắc như vậy, mà anh ngồi học rất là tốt vậy, mà cứ đi làm vào làm đề là anh kiểu như gà mắc tóc. Thế là làm sao rồi? Danh từ đúng không? Attentive là tính từ có tính chất chú ý. Attentiveness là danh từ. Attentiveness của chúng ta là có sự chú ý. Nhưng mà theo công thức của chúng ta chỉ có một cái là pay attention. Câu 10. Gạch chân được World Cup. Kể cả các con không biết cái gì thì các con phải biết đây là động từ. Vì nó là đứng sau chủ gì nhỉ? Chủ ngữ. Vậy nếu sau động từ thì loại gạch tìm là gì? Tính, danh, động, trạng, tính. Vậy sao nó là một trạng gì? Trạng từ. Đâu là trạng từ đấy các con? Yeah, đáp án đẹp đi.
Avanxi không tồn tại suddenly là một cách bất ngờ. Suddenness của chúng ta là danh từ sự bất ngờ, sự bất chợt. Sudden là tính từ. Bất chợt. Không có đa văn si, không tồn tại đa văn si à? Câu số 11 ạ. Ở đây cái trong từ University. Và University nó là cái gì được cả lớp? Là danh từ đúng không? Trường đại học. Chứ danh từ cần tồn tại là gì? Tính từ. Bốn đáp án đây rồi, tính từ. Si, chính xác. Đây là còn vừa làm đề, còn vừa ôn lại đi nhé. Fame là danh từ gì đấy ạ? À? Sự gì đấy ạ? À? Tiếng tăm. Famously là trạng từ. Câu số 12. Ở đây chúng ta có từ hát. Từ hát của chúng mình là trạng từ. Từ quốc của chúng mình cũng là động từ. Sau động từ chúng ta cần từ loại là một trạng này nhỉ? Trạng từ. Trạng từ sẽ là từ nào đây cả lớp? Be. Extremely. Extremely là cực kỳ. Không có extremis đâu ạ. Hai trạng từ đứng cạnh nhau được mà không? Câu 13. 13 là dựa vào từ em thôi. Ở đây cả lớp. Sau từ em là từ mature. Nếu các con không biết từ mature này là cái gì, thì các con có thể dựa vào cả cái cụm từ mature student. Vậy thì chắc chắn mình hình dung là student là danh từ đúng không? Vậy thì mature nó sẽ là tính từ. Vậy thì mình sẽ cần tính từ. Và trong bốn đáp án này nhìn thẳng đuôi, theo các bạn đâu là tính từ? Thứ nhất mình sẽ loại các đuôi nhá. Đây, thằng ANCE này là của danh gì? Danh từ. Thằng NIT này cũng là của danh gì? Danh từ. Chúng ta đang cần sự nhận diện từ loại một cách rõ ràng nhá. Và ly là trạng từ. Như vậy đáp án của mình sẽ là đáp án gì ạ? À? Ấy. Thế thôi. Rylan của chúng ta đây là tính từ thông minh. Trạng từ biết rồi, danh từ là sự thông minh. Như vậy đáp án của mình sẽ là đáp án A. Câu tiếp become. Thông thường thì sau động từ là một trạng từ riêng. Become thì cộng với gì nhỉ? Tính gì? Tính từ. Become và get nhá, đều cộng tính từ nhá. Mình có từ nào? Become là một này, get là hai này, seem là ba này, look là bốn này, appear là năm này, feel là sáu này. Đúng không ạ? Cảm nhận đấy ạ. À. Test này. Đúng không ạ? Đấy, vân vân vân. Này sẽ cộng với tính từ. Đây là lên từ nối đúng không? Vậy thì bây giờ thử nhá, quan sát cái đuôi đi. Của bốn từ này, theo các bạn, đâu là tính từ? Đọc to đáp án nào? Si, chính xác. Vì sao? Women là đuôi của danh gì? Danh từ. Đuôi er là của danh từ chỉ gì? Chỉ người, đúng rồi. Đuôi y cũng là danh từ chỉ gì? Chỉ người. Vậy đáp án chỉ có thể là đáp án gì thôi? Si. Chúng ta có từ unemployed là thất nghiệp. Employment là danh từ sự tuyển dụng. Employer là người chủ ạ. Cứ er là chủ, còn y là gì nhỉ? Làm thuê. Vậy đáp án chính xác là sẽ là đáp án gì? Câu 15 cái trong từ to. Sau to sẽ là động gì? Động từ. Dương. Dương A. Theo con thì nhìn thẳng vào đáp án xem nào. Con này đâu có động từ? Chính xác. Chúng ta có từ modern là tính từ. Hiện đại. Có đuôi tích. Modernistic. Nghe có vẻ rất là huyền bí nhưng mà không có nghĩa. Mà, nhưng mà các bạn chỉ cần hiểu đuôi x là đuôi của tính gì? Tính từ. Modern là gì? Đuôi et, cứ et là gì? Danh từ. Ví dụ thế nào? City, thành phố đúng không? Electric city, điện năng đúng không ạ? Cứ city nó sẽ là danh từ. Và lúc nãy cô nói rồi, cứ đuôi e, z, e thì nó sẽ là động từ. Modernize của chúng ta là gì đây ạ? À? Công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Modernize là hiện đại hóa. Ê, Dương luôn thuyền gì đây? Dương bảo gì đây Dương? Vừa nãy bảo đi lên đây mà úp mì mà ăn. Ở chỗ lò vi sóng này có 8-9 gói mì hôm qua có mùa này. Cô sợ chúng mày đi làm đề cho cô để sẵn ở đấy.
Em ơi. Vào bật cái đi tí nước cho mày, nhanh cho mày. Xong chưa? Đi vào mà làm mà ăn. Nghe cày. Ăn phở chán. Chán gì cả lắm. Nào. Lan Anh kìa, Quyên kìa, khoan không bảo nói cho. Mấy đứa là mình vừa đi luyện đề mấy đây, Hoàng với lại Quyên với đây. Thế nào đấy là tỉa. Cô tưởng Yến dám tỉa Dương thế thì về toi. Không sợ à? Ôi rồi ôi xong rồi. Đúng là nhà của con nọc. À, có đây là person là danh từ chỉ người đúng không ạ? Cả lớp nhìn đuôi cho cô nào, đó là danh từ con. À, lấy trong thủ khoa. Thôi luôn nhá, thôi luôn nhá. Bây giờ không không chỉ những đứa mà order đấy rồi, giờ không như các order. Vậy từ nào đây, cả lớp từ nào đây con? Đáp án nào? Đáp án nào? Baby đúng rồi, đuôi IET tè. Vì sự nghiệp dạy dỗ cho người ta lại đã bóc móng tay. Trời quá. Tiếp nào. Telephone của chúng ta đó chính là chiếc điện thoại đúng không ạ? Telephonist là những cái người gì cả lớp nhà trực điện thoại. Những người tổng ngày trước chồng cô phỏng vấn ấy, làm trực tổng đài viên ấy. Rất là ngon nghẻ nhá. Nhưng mà thứ em là bên nhân sự rất là ngon này. Trước em làm bên cái gì mà ngân hàng nhỉ? Cái gì mà giao dịch bên ngân hàng ok nhá ngon. Thế xong rồi là chị dạ vâng ạ. Nói chung là anh ơi anh ở quê ở đâu đây ạ? À? Em quê Hương Yên. Ủa, anh ơi anh ngọng mà thế thôi em không nhận nha. Nói chung vừa nói câu nói chung là phát đi luôn. Đang rất là hay nhá. Đang rất là hay nhá. Tự nhiên nói câu lờ phát phát hiện ra phát đứt luôn. Cho nên là các con ấy phải chú ý vào đi phỏng vấn ấy, kể cả có bị ngọng cố mà kìm cái chữ LN lại. Trước khi nói thì mình sẽ dừng lại một chút trước khi nói ạ. Các con nói được nhưng mà vì các con hay bị kiểu quen thôi đúng không? À câu 17 nào. Nói chung là well known của chúng mình là tính từ ạ. Sau tính từ mình cần từ loại là gì đấy các con? Sao đấy? Ô con có nấu 3 gói thôi. Bảo gì? Đang bảo là mẹ tôi nói. Nào số 17 à? Số 17 chúng ta có cái gì nổi tiếng ạ? À? Là giúp sơ đúng không? Rotis ở đây là danh từ chỉ người. Đây là danh từ chỉ người. Vậy các con này đâu là danh từ chỉ người? Nhìn đuôi. Nhìn đuôi luôn. Đúng rồi, đáp án đi. Đây là những người theo chủ nghĩa nhân đạo, humanitarian, những người theo chủ nghĩa nhân đạo. Câu A là danh từ. Sự làm theo chủ nghĩa nhân đạo. Humanism. Ở đây là gì đấy ạ? À? Con người, quyền. Quyền con người. Và human là con người. Câu 18. Tôi không thực sự mong muốn có thể đi tới bữa tiệc này. Nhưng mà tôi nghĩ rằng tốt hơn là nên tôi put ân cái chân tự ân. Quá rõ rồi. Cần một danh từ. Mà đương nhiên ân thì bắt đầu vào một cái nguyên gì nhỉ? Nguyên âm. Đáp án gì luôn các con? A. Appearance là danh từ sự xuất hiện nào. Disappear là biến mất. Hôm nọ cô đi đi lên trên lên Phú Thọ ấy, ở bên trung tâm này nó mở, nó mời cô về dạy demo. Là cô đi dạy đấy thì là người ta quý cực cả lớp. Người ta cho cả thịt thịt đà điểu này, cho cả trứng gà này, cho cả chuối này, cho cả vải này, cho đủ các thứ trên đời luôn đấy các con. Kiểu người ta quê, người ta rất là kiểu không như mình đâu các con. Mình là kiểu nửa mù ấy cả. Câu 19 ạ. À.
Câu 19, các con thấy ở đây có từ as a player and physically prepared. Như vậy là tất cả những cái người chơi mà như nào nhỉ, có sự chuẩn bị kỹ cái chân từ and ấy. Sau and nó là cái gì đấy cả lớp? Trạng từ, vậy trước and cũng phải là trạng đấy. Đáp án nào đây? C, chính xác. Không có mentalism đâu. Mentality ở đây của chúng ta là gì đấy? Tinh thần. Danh từ. Lity là danh từ rồi. Mental là tính từ thuộc về tinh thần. Cái bàn của con nó có cái tờ giấy kê chân đi, con xem nó kê nó bị tung ra không. Tôi lắc đi lắc đi của mình ngồi được cả lòng. Hoàng đi phát bàn bị lệch luôn. Chứng tỏ nó có sức nặng với kinh nhỉ. Nó nhỏ thôi, nó mắng đấy. Câu 20 à, gạch chân là câu từ X. Đây là động từ à? Vậy trước động từ cần từ loại là gì cả lớp? Trạng từ à, đúng không? Vua cũng là động từ rồi. Vậy trạng từ nào đây các con? A, regularly. Regularly của chúng mình nghĩa là gì? Dần dần. Đây là danh từ à? Sự dần dần. Nghe thật sự dần dần cái điều này. Số 21, cái chân là câu từ children. Children là từ loại gì rồi các con? Danh từ, với chiếc danh từ cô cần gì? Một tính gì? Tính từ. Vậy bây giờ ability là danh từ loại ngay vào một xe. Ability là danh từ khả năng. Disable là tính từ khuyết tật. Unable là tính từ không thể. Và không có disablement, chỉ có disability. Như vậy đang nói đến việc trẻ con có rất là nhiều cái opposition, đúng không? Sự phản đối từ bố mẹ của những cái đứa trẻ bị khuyết tật, bởi vì họ từng luôn nghĩ rằng con họ chẳng học được cái gì cả. Em bạn sẽ làm gì ạ? Baby. Chúng cô có những đứa kiểu dạng bị tự kỷ cả lớp, nhưng mà lại cực kỳ giỏi. Sợ gì? Tự kỷ nhưng mà giỏi cực. Có những đứa thì tăng động nhưng mà lại giỏi, chỉ giỏi mỗi tiếng Anh. Tăng động tức là nó không kiểm soát hành vi của mình, táng cả luôn cô giáo, nhưng mà không ai làm gì được nó cả vì nhà nó quá là xấu. Câu 22 à? Ở trên đấy trường dân lập mà con. We spend a lot of money. Chúng tôi dành ra rất nhiều thời gian cho cái gì cả trên từ on. Sau tất cả các giới từ in, on, at, of thì bao giờ cũng cộng với danh từ. Ở đây cô có hai danh từ là advertising và advertisement. Advertising của cô là danh từ nghề quảng cáo. Còn advertisement của cô đó là danh từ biển quảng cáo. Hoặc là pano affix quảng cáo. Ra là cô đã có ý định là cho các bạn nghỉ ngày mùng 5. Tức là mùng 5 của tháng 7. Nhưng tức là cho các bạn nghỉ xong cô đi về quê. Nhưng cô sẽ quyết tâm ở lại với các bạn đến giây phút cuối cùng. Đó là mùng 8 thôi ạ. Các bạn thi xong, cô sẽ ở ngồi đây chờ kết quả các bạn. Sau đó sao con mang quay cái mâm? Sao con lấy cái mâm con? Cầm cái mâm ở đây con nhá. Kinh không? Trời ơi, 10 cái bát hay sao ấy? Nó vỡ rồi còn nha. Rồi ok. Như vậy câu này là gì? Chúng tôi dành rất nhiều thời gian cho những cái gì nhỉ? Quảng cáo. Đáp án gì là C? Còn advertiser là nhà quảng cáo. Hôm nay cô các bạn thi xong là các bạn đến bạn nào ấy thôi thì đến thẳng cho cô luôn. Xem đề điếc như nào. Hả? Tối hôm nay quẩy luôn nhỉ? Hả? Ảo, ảo, cái gì nhỉ? Ảo cái gì nhỉ? Mắc ra! Ôi nồi!
Nó bảo nó chưa biết lịch thi cả lớp kìa. Coi ba cả lớp vỗ tay cho Hải đi cả lớp. Nào, cả lớp ở trong từ quiz. Sau giới từ cần điền từ loại là một danh thể. Danh từ. Ở đây, opposite ở đây là giới từ. Giới từ này của chúng ta nghĩa là đối lập. Ông kêu đang sửa điều hòa trên kia cho nên. Và danh từ sự đối lập ở đáp án đi. Các đáp án B và đáp án C không có. B, C không có. Số 24 nhìn tất cả các dấu phẩy này các con. Tất cả những cái từ này nó là cái gì đấy? Danh từ, tính từ hay động từ hay trạng từ? Danh từ. Vậy chúng ta cần từ loại là một danh gì? Danh từ. Nhìn thẳng đáp án luôn, đâu là danh từ? C, đúng không? A là tính từ đúng không? Tính từ thuộc về quốc gia. B là gì? Trạng từ. Danh từ. Và native. Out. Sorry. Tính từ bản địa. Thỉnh thoảng nó như vậy đây. Còn cái máy chiếu cắm vào này nó bị hở dây à? Gì đấy? Bình thường có bao giờ sao đâu. Cứ cắm máy chiếu nó bị. Số 25 này. Club là câu lạc bộ. Câu lạc bộ này được 6 tháng tuổi. Bao gồm 19 người điếc. Cầm và có khuyết tật về mặt thần kinh. Lần đầu tiên được triển. Rồi, như vậy chúng ta cần từ loại là một tính từ đúng không? Danh từ cần từ loại là tính từ. Nhìn đuôi đây, đâu là tính từ? Đây, chính xác. Photographic là thuộc về nhiếp ảnh. Bọn nhiếp ảnh bây giờ gần như là chuẩn bị mất nghề hết cả lớp. Thì có rất nhiều app của điện thoại đi ra, điện thoại ship đi ra đúng không? Bọn nhiếp ảnh tệ hết. Photograph là danh từ bức ảnh. Photographer là danh từ nhiếp ảnh gia. Trường cô có ông chuyên là nhiếp ảnh gia kiểu các sự kiện đều đi. Toàn kiểu chụp mình, thường chụp trộm mình cả lớp. Toàn chụp trộm mình thôi, every day. Hôm nào mà ở trong 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 cái đường Google Google Drive, trong cái đường đường link của trường, người ảnh của cả trường ấy, là y rằng phải có tầm khoảng 20 mấy cái ảnh của mình. Lúc thì mình bịt mồm cười, lúc thì mình quay nghiêng. Thế bây giờ chết. Ông ấy mới có 4 đứa con chứ mấy. Câu số 22 cái chân của từ giờ. Sao giờ từ loại cần tìm cái gì các con? Danh từ. Bây giờ theo cả lớp đâu là danh từ? Đáp án này không có. Mặc dù có chữ nít nhưng mà nó không tồn tại. Đáp án C. Mở cửa. Em kêu là C. Để số màn cuối cùng mấy con ạ. Ai ăn để cho số màn. Xem tài nấu ăn của mấy anh này ra nào. Á giản nhà cô ở kia. À. Để dưới ăn xuống dưới ăn. Ai người ta người nào học thì cứ học, người nào ăn quen. Rồi đàn xì ạ. Sao đây? Sự chính xác nhá. Đây là trạng từ. Câu số 27 ạ. Đó là cho từ clip ạ. Mùi mì tôm tràn ngập căn phòng. Mày thích đòi hỏi không? Mày thích đòi hỏi không? Nhà cô con gái cô nó không ăn được cay. Đây là cô mua con gái cô nữa mà. Từ clip của chúng ta đây là động từ. Vậy động từ thì cần một trạng từ. Đáp án sẽ là đáp án C. Magician của chúng ta là danh từ ảo thuật gia. Magical là tính từ ảo thuật. Magic là danh từ.
Tao sẽ làm MC nha. Câu số 28 ạ. Các bạn chơi một từ ân ạ. Sau ân từ loại là danh từ, nhìn thẳng đuôi câu nào. Bốn câu này đâu danh từ các con? Danh từ đúng rồi, đáp án đi thì có đuôi si, đuôi dần si, cái đuôi si này sẽ đuôi của danh từ nhé các bạn. Đáp án đi ạ. Mày lấy chứng như vậy lần sau ông bà không cho mày nấu mì tôm đâu, mày chết. Bà lấy em lấy rồi. Bà cũng anh lấy. À kinh rồi. Đúng là lý sự cùn của Dương. Emerge là nổi lên à. Emergent là tính từ khẩn cấp. Emerging là verbing à. Và đáp án đi là danh từ sự khẩn cấp. Thế chúng mình ăn hay nghỉ đây? Chất thơ. Câu tiếp vào lớp trong từ O đây ạ. Như vậy đây là danh từ à? Như vậy danh từ, cái từ industrial technology của chúng ta là danh từ chỉ gì ạ? Chỉ vật đúng không ạ? Vậy trong bốn cái này đâu là danh từ? Nhìn đuôi. Đâu là danh từ? A và B đúng không? A là danh từ chỉ vật, còn B là danh từ chỉ gì? Người, vì có đuôi IST. Vậy đáp án sẽ đáp án gì ạ? A, agriculture. Còn agriculturalist chính là gì đấy ạ? Những người làm nông nghiệp, nhưng không phải là nông dân ạ. Người nghiên cứu về nông nghiệp. Còn agriculture là nền nông nghiệp. Đấy, mấy thằng con trai đã nấu rồi, tí nữa mấy đứa con gái nó ăn thì đi rửa bát. Sao anh ngồi đấy là gì? À, có 30 này. Extremely là trạng từ. Tính danh động trạng gì nhỉ? Tính. Vậy trong bốn cái này đâu là tính từ? Chính xác, đoán bị. Nói to lên con. Effective là tính từ hiệu quả đúng không ạ? Làm gì có effect chùa? Effect chùa là cái gì? Effect là danh từ à? Ảnh hưởng à? Không có effectual, không có effector. Tiếp câu số 31. Đứng đầu câu thì cần một chủ ngữ. Chủ ngữ thì phải là danh từ. Ở đây mình sẽ có hai danh từ là be và đi. Be là danh từ sự tham gia. Và đi là danh từ người tham gia. Tuyệt vời. Vậy 3 chấm ở trong thí nghiệm cũng tiếp tục đúng không ạ? Keep track là gì ạ? À, theo dấu chân của những cái gì mà họ ăn và họ uống. Vậy có nghĩa là con này sẽ là những cái người tham gia trong thí nghiệm này phải liên tục đã sẽ làm ăn đi. Ăn đi nhá. Số 32 ạ. Ôi. Thế chúng mày không ăn đi à? Đấy, không bảo rồi nấu 3 gói thôi. Nếu ăn đi, ăn đi, xuống ăn đi. Đưa chúng nó à? Nào, tiếp này là câu số 32 ạ. Số 32 cả lớp gạch chân. Lẽ ra từ chu các bạn sẽ nghĩ động từ đúng không? Nhưng mà chúng ta công thức là gì nhỉ? Đưa ai in chua là người bị thương này. In chua là người bị thương này. Vậy là đưa ai tới đâu? Vậy nơi chốn mới là danh từ. Vậy danh từ sẽ là đáp án gì? Daddy hospital. Hospitable không phải là bệnh viện đâu nha, mà đây là tính từ hiếu khách. Hospitality là danh từ sự hiếu khách. Mình không dùng đáp án C nhiều. Đáp án C chẳng hạn mình lại dịch là gì? Sự làm cho hiếu khách. Câu số 33. Câu vào đây cả lớp gạch chân cho cô từ storage device. Như vậy nó là một danh từ ạ. Và trước danh từ cần từ loại là một tính gì nhỉ? T
tính từ. Vậy câu này đâu là tính từ nhìn thẳng đuôi? Chúng ta có hai khả năng là A hoặc D. Chắc các bạn đã electronic hay là electronical. Chắc chắn cái cụm từ là electronic device đúng không ạ? Đó sẽ là bán gì ạ? A. Electronic device là thiết bị điện gì? Điện tử. Electron là các hạt điện tích đúng không? Danh từ. Electronic là trạng từ. Không có đáp án đi ạ. Ô thì Phương Anh ăn đi. Thằng ăn đi. Đưa xuống nó luôn đi, ăn đi cho nó nhanh lên. Khổ quá, cứ ăn nó vứt vì mất cả ngon. Còn có cả trứng chứ có phải là không có trứng đâu. Không ăn, không ăn bây giờ. Bây giờ tắt điện này cả lũ lạo xuống ăn bây giờ. Ăn đi. Cái Lan Anh ăn à? Quên không ăn à? Từ sáng mày làm một bộ ca rồi, không ăn luôn đi. Cho khỏi phí. Dương xuống ăn, Dương ạ. Dương chiên sáng xuống ăn còn. Ngại gì? Nào tiếp. Ô, thế chúng mày toàn ngại, ngại những cái vớ vẩn. Bây giờ cái quan trọng nhất là cái sức khỏe của mình à. Tôi nói ý thôi à. Personal của chúng ta là tính từ à. Ăn xong cứ để dưới lớp để tí mang ra rồi. Personal là tính từ à. Sao tính từ thì cần từ loại là một danh gì nhỉ? Danh từ. Nhưng mà ở đây mình có hai danh từ. Là A và B. Communication là danh từ sự giao tiếp. Và B, communicator, danh từ là nhân tố giao tiếp. Máy tính giống như là một cái nhân tố giao tiếp thiên nhiên. Đáp án biển. Câu 35. Vaccination, evolution này là của danh gì? Danh từ. Vậy chứ danh từ cần từ loại là một tính từ. Vậy nhìn thẳng bố đáp án, đố tôi đã biết đâu tính từ. Appropriately, appropriative. Appropriate và appropriation. Nếu như mà tỉnh ra thì nhìn thấy có trạng từ, thì trạng từ nó chính là cái cấu tạo của tính từ đúng không ạ? Và thêm đuôi lên. Đáp án là gì? C, mình phải thông minh như vậy chứ. Đáp C ạ, appropriate của chúng ta có nghĩa là phù hợp nha các con. Đứa nào lại chạm cái dây điện rồi. 36 ạ, hour của chúng ta là tính từ sở hữu. Tất cả những tính từ sở hữu như là our là của chúng tôi, đúng không ạ? Hay là his là của anh ấy, her là của cô ấy. Thì đằng sau mình cần từ loại là một danh, danh từ. Vậy thì theo cả lớp trong câu số 36 thì đâu là danh từ các con? Nhìn đuôi, chính xác, đàn bi. Không có illustrable illustration của chúng ta có nghĩa là sự minh họa. Illustrative là tính từ có tính chất minh họa. Illustrator là danh từ. Nhớ gì? Tương gì? Tương chứng là làm gì? Không sao, không sao. Ai bảo con thế? Không sao, không sao. Ăn một quả chết ở đâu. Câu 37 ạ. Câu 37 gạch chân có từ volunteers. Cả lớp đây là cái gì rồi? Danh từ, chứ nó cần từ là một tính gì? Tính từ nhìn đuôi, nhìn đuôi. Chính xác. Đáp án A, support là động từ hỗ trợ. Supporter là danh từ người hỗ trợ. Luân này Luân, qua con có đi làm đề không Hoàng? Con gọi cho con đúng không? Nhưng biết vì sao không? Qua con chẳng nó ngắt camera con. Nó láo thật sự. Không biết. Quay camera xong. Đâu, tối qua cô chỉnh lại rồi. Quay ra rồi. Sáng nay nó lại quay vào trong tường. Ờ, quay bên cho xong mới được. Thế là mình điều chỉnh thì nó mới quay. Chứ mày tự nó quay đâu còn. Thế à?
À. Tí nữa cô sẽ quay cảnh chúng mày xúc mì tôm. À, quay cắt một đoạn xong là gửi vào trong nhóm cho chúng mày làm kỷ niệm. Câu số 38 này, gạch chân của từ parents. Những người đàn ông của Nam đúng không? Cho Dương với lại Hoàng. Her parents của chúng ta đây là sở hữu ạ. Như vậy là sao sở hữu cần từ loại là một danh từ nhỉ? Danh từ. Nhìn nhận đâu là danh từ? Thì sao đáp án đi. Đáp án đi không tồn tại. Permissible là có thể cho phép. Ồ, cô thấy ạ. Permission đấy, con chạm vào đấy con. Sự cho phép. Nó đi theo đường nối con. Nó nối với nhau. Chỉ cần chạm vào một cái dây điện, một cái ổ điện nào là cái máy tính nó chiếu nó sẽ như vậy. Câu số 39 này. Các con này trên một từ op ạ. Từ op là cái gì các con? Giới từ. Vậy sao giới từ thì cần điền từ loại là một danh? Danh từ. Ở đây có hai danh từ là B và C. Calculator đây là danh từ máy tính bỏ túi ạ. Không phải. Không phải bạn Hoàng. Chắc là cái thằng trên kia nó sẽ... Ông nên kiêng sửa điều hòa. Từ tính toán. Có đùa nhau à? Trêu à? Hay là do mình nhỉ? Hay là do mình đấy. Rồi. Vậy là có một cái nhân tố trong cái gì? Của cái việc hành vi cư xử khiến cho tôi không tin anh ấy. Vậy đây chúng ta là danh từ đúng không? Đáp án gì đây? Xì thôi. Trong sự tính toán, trong hành vi cư xử. Tức là trong khi cư xử vẫn có sự tính gì nhỉ? Tính toán. Lesson. Lesson là từ loại gì đây cả lớp? Danh từ. Thế thông thường là trước danh từ thì cần từ loại là một gì nhỉ? Tính từ. Nhưng đây người ta nói là bài học của môn địa lý. Cho nên cô cần một danh từ. Vậy trong bốn đáp án này đâu là danh từ? Là người mà, geographer là người mà. Đáp án A ạ. Geography là danh từ. Đây là môn địa lý. Geographical là tính từ à? Thuộc về địa lý. Geographer là những người nghiên cứu về địa lý. Sau mốt 100% ở đây sẽ tỷ loại là tính từ rồi. Nhìn thẳng vào đáp án, đâu là tính từ? Nhìn thẳng luôn. Đâu là tính từ? Nhìn đuôi. Đấy nào, C đấy. Đáp án đẹp đi ạ. Thế như hôm nay là Yến là bài đầu tiên được cao điểm nhất đúng không Yến? Yến là 40 câu. Đây là danh từ sự phù hợp. Đây là trạng từ. Đây là danh từ. Chắc chắn ông kia ông chạm vào nguồn điện. Đáp án đi nhá. Số 42. Ở đây có từ very thì nó cần từ loại là một tính từ. Easy game quá. Trong bốn cái này đâu là tính từ? Yeah, xịn đố các lớp biết. Cả lớp chú ý câu này. Đuôi file. Cứ có đuôi file sẽ là từ loại của động từ. Beautify. Làm đẹp. Cái gì đấy nào gừ như con ấy đấy. Đây là trạng từ. Tính từ. Đây là danh từ sự làm đẹp. Tôi bây giờ thời gian tôi dành cho lớp 12 còn nhiều hơn cho tất cả mọi người. Ở chỗ đi con, cho các bạn khỏi chặt con. Bốn ba. Nó nói đúng đấy. Sao to be cần từ loại là một tính từ à? Như vậy cả lớp ơi, trong số 4 này nhìn có đuôi đấy, đầu tính từ còn. Ây! Cái từ này là dễ như ăn cắm lợn. Peaceful là cái từ hòa bình. Trời ơi, tôi lại công các bà. Peaceful. Không ai dùng peaceable cả nhá. Không phải là một danh từ. Cái gì? Đây là danh từ sự hòa bình. Trạng từ. Giáo viên của tôi có, đã có thì phải là có cái gì.
Tức là chúng ta cần từ loại là một danh từ. Như vậy trong đây chúng ta có danh từ là từ nào đó các con? Đáp án A, yeah, intention. Và chúng ta cụm từ là have intention of. Có dự định làm gì? Mình sẽ chữa hết đến hết cái bài 2.1 này nha. Rồi tiếp này, câu số 45 này, hay là chị thích chữa hết luôn cho nó đang nó cùng một cái kiến thức cho nó kiểu nhớ nhớ đúng không? Số 45 này, 45 có lớp cái chữ từ performance, danh từ. Dạ, nếu không biết nó là danh từ à thì phải quan sát cái đuôi ANCE là đuôi của danh từ à? Hoặc thấy từ ân đúng không ạ? Thì nó phải là danh từ à? Vậy chữ danh từ cần từ là một tính từ. Đáp án của cô là vâng, impressive đơn vị. Impressive của chúng ta là tính từ ấn tượng à? Impression là danh từ. Đây là danh từ người theo trường phái ấn tượng. Cái người mà vẽ tranh à? Mở cửa, mở cửa. Sao rồi anh? Ổn chưa? Ờ, cái này hôm trước như anh ấy cho em rồi, nhưng mà cái này em lại thấy chạy bình thường này. Đó. Vâng. Thế ở cái tranh kia thế nào anh nhỉ? Cánh vẫy là cái gì nhỉ? Anh nhớ luôn. Cái nghề điện tử điện lạnh không giờ hết việc. Hết việc. 46 à? Cái này bốc tưởng xã không lại đi. Thành vậy. Đáp án B ạ, 46 các con. Từ word. Từ word này là danh từ. Thế thì thông thường sẽ có một tính từ đứng trước danh từ. Nhưng nếu không có tính từ thì mình có thể dùng hai danh từ ghép lại với nhau để tạo thành danh từ ghép. Trong câu này không hề có tính từ nha. Nhưng mà chúng ta cần một danh từ với đáp án của chúng ta sẽ là đáp án gì ạ? Chính xác luôn. Star of the Entertainment World, tức là gì nhỉ? Những cái ngôi sao nổi tiếng của gì nhỉ? Trên toàn gì nhỉ? Trên toàn thế giới đúng không ạ? Thế giới gì nhỉ? Entertainment là giải gì nhỉ? Giải trí đúng không ạ? Như vậy đáp án chúng ta sẽ là đáp án gì đây ạ? C ạ. Còn entertain là động từ giải trí ạ. Entertainer là gì ạ? Người giải trí ạ. Entertainment là danh từ giải trí. Và có một thằng con trai nó béo béo nhường luôn. Nhưng mà nó cao lắm. Nó thì móc móc IELTS với cô kiểu thi để thi thử IELTS. Cái thằng biết không biết tiếng Anh là gì đâu mà. Mock. M-O-C. Áo quẹt. Thế là nó ngồi cạnh, nó ngồi đối diện với cô như này này. Nó hỏi rất luyên thuyên. Xong là lúc làm xong nó hỏi chị ơi câu này như nào, sao chị em thấy chị viết dài thế? Mình hỏi em hôm nay là thi thử, chứ bác bảo chị thật đâu, em cứ làm đi em. Đến đâu thì sẽ có lực của mình thôi. Xong lúc đi về cứ xăm xăm bên cạnh mình. Chị ơi cô đeo cái cặp này, chị làm ở FPT à? Mình nói con mình đó. Đã khó chịu đâu rồi. Xong một lúc sau lại chị ơi gì nhỉ? Gì nhỉ? Bao giờ chị thi đấy? Thế này thì khác. Ủa chị là giáo viên à? Chị là giáo viên mà. Và đêm này chị khó chắc em nó kia. Xong bảo là chị ơi chị có cho số điện thoại, có gì chị em trao đổi. Mình vui tính quá, mình yêu thằng này ngáo rồi. Xong nó sau về là chị ơi chị gì nhỉ? Em chúc chị may mắn nhá. Chắc là thằng này kiểu muốn lái máy bay, nhưng mà lái máy bay nhầm chỗ. Chán đời. Mất dạy. Rick là danh từ. Đây là gì nhỉ? Những cái rủi ro. Hôm qua có bị khẩu trang mà. Sự rủi ro.
Vậy thì chúng ta cần từ loại là một tính từ. Nhưng ở đây không có đáp án C. Cái đáp án C là đáp án không tồn tại. Mình có associated của chúng ta, đó chính là có sự liên kết. Đáp án A. Tôi đã chuẩn bị để đảm nhận công việc này với tất cả những cái rủi ro có liên quan. Có liên quan. Association là danh từ. Sự liên quan. Câu 48 có từ dơ cần từ loại là một danh từ. Ôi dồi ôi, người ta viết rất là nhiều như thế này. Nhưng mà ta chỉ đánh bẫy thôi. Danh từ của chúng ta rất là dễ, từ nào đó cả lớp. Yeah, đáp án A, một từ rất là quen thuộc. Còn người ta có viết thêm đi dài, dài là sai đấy ạ. À. Danh từ này của chúng ta knowledge là danh từ kiến thức ạ. Knowledgeability không có nhá. Knowledgeable có này, knowledgeable là tính từ này. Từ này là có kiến thức ạ. Bốn chín ngay trên một từ act. Sau very thì có thể là tính từ và trạng từ, nhưng vì từ act đã động từ rồi cho nên chúng ta cần từ loại là một trạng từ. Vậy câu này đáp án của mình sẽ là đáp án dirty. Responsibly, responsibly của chúng ta có nghĩa là một cách có trách gì, có trách nhiệm, đúng không ạ? Một cách có trách nhiệm. Responsibility đây là danh từ, trách nhiệm. Responsible là tính từ, có trách nhiệm. Và responsiveness ở đây là gì đây ạ? À? Danh từ, yeah, sự phản ứng. Các bạn thi xong nhé. Riêng các bạn sẽ được, nếu các bạn thích thì các bạn có cho các bạn một cái gọi là free, một cái gọi là những cái buổi học online speaking với người nước ngoài. Đấy là cô thuê bạn ý để dạy speaking cho các lớp IELTS của cô ấy. Các bạn có thể vào học. Các bạn có thể được vào. Đấy, cô cho bạn được vào. Cô, tất nhiên là cô chỉ cho các bạn học nói thôi. Còn những kỹ năng khác thì cô cũng cho các bạn học. Cho các bạn học nói. Nhá. Học nói thôi. Học những cái kiểu giao tiếp cơ bản ấy. Học với lại bạn của cô. N là danh từ. Ở đây chúng ta có từ N và chúng ta cần một danh từ nữa. Nhìn thẳng đáp án. Đâu là danh từ? B à? B là danh từ chỉ người. Cái từ sai nó phải là người đâu. Mình phải có cái sự gì nhỉ? Tương quan chứ, để làm gì? C chứ. Đuôi IST là đuôi của danh từ chỉ người. Hãy nhớ những từ như là từ scientist là nhà khoa học này. Đúng không ạ? Đấy. Còn như vậy là từ này là chính là nhà technology, là nhà nghiên cứu về công nghệ. Technology là công nghệ. Cô định lắp cái điều hòa ở ngoài phòng khách nhưng mà bố mẹ cô không cho lắp. Bố mẹ cô bảo là không cần. Ông bà sống quen, ông bà không sống quen điều hòa. Khổ thế chị. Ông bà chỉ có một cái quạt nước thôi con. Quạt hơi nước ấy. Quạt hơi nước tôi đúng như này này. Nhưng mà quạt đấy cũng mát, cũng tuần nó có hơi ẩm thì... Câu số 51 này các con. Ở đây chúng ta có từ school và từ college. Đây là từ loại danh từ, chúng ta cần từ loại là một tính từ nha. Nhìn đuôi nào, tính từ nào. Đáp án A, chính xác. Đuôi equal luôn luôn là đuôi của tính từ nha cả lớp nha. Đuôi equal nha, technical là tính từ thuộc về kỹ thuật. Technicality không có. Technically là trạng từ. Technician là danh từ, kỹ thuật viên. Người ta có một cái câu là rất nhiều người Việt Nam mình có kiểu là thích làm thầy, không thích làm thợ, đúng không? Nhưng mà các bạn thấy không, chính những người làm thợ, kiểu những người mà ta sửa điều hòa, thế nên người ta kiếm tiền rất là ngon. Mặc dù người ta chỉ có vất vả một chút, nhưng mà người Việt Nam mình có cái thói quen là hay nhìn mặt bắt hình dong. Tức là khi thấy người ta đi làm cái công việc đấy thì thấy là người ta trông ăn mặc này nọ, đúng không? Cái kiểu đánh giá thấp người ta, có phải thích những người nào mà trông phải để sơ vin cả là kiểu. Đấy là quan điểm của người Việt Nam cực kỳ sai lầm, cho nên Việt Nam ta không thể phát triển được như những đất nước khác bởi vì như vậy. Cái quan niệm chỉ thích làm thầy thôi, chỉ muốn làm thầy, người khác không bao giờ muốn đi làm thợ cả. Và trong cái đó thì làm thợ thì quá tốt, Việt Nam thì thiếu quá nhiều. Các bạn có thể nghĩ đến việc, ví dụ các bạn con trai, mình học về điện tử, điện lạnh, nhưng mình không đi sửa chữa, mà mình sẽ mở hẳn một cái chỗ mà vừa bán được điện tử, điện lạnh, đúng không ạ? Bảo hành cái thiết bị, đúng không ạ? Mình làm chế độ bảo hành, mình làm chủ, mình làm bảo hành, mình sẽ thuê nhân viên đi đến cái nơi này,
Đúng không ạ? Làm cần mình sẽ làm chủ cho con như thế, mình phải đến tận nơi đâu. Rồi, từ chuyên gì của chúng ta là danh từ ạ? À? Vậy trong số cái này đâu là danh từ các con? Đâu là danh từ, đâu là danh từ? Ơ kìa. Đáp án gì? Ơ cái lớp này. Bi ạ. À? Chúng mày bị thiếu tự tin quá đấy nhá. Sai thì cô sửa cho làm sao? Danh từ ạ? À? Improve là động từ cải thiện. Tiếp nào, số 53. Các con nhìn thấy có từ ở trên rồi. Như vậy rõ ràng là đây nó sẽ là một danh từ rồi. Có đúng không ạ? Ở đây các bạn thấy động từ là từ y nhá. Vậy thì đằng trước nó sẽ là một chủ ngữ rồi. Vậy là một sự thay đổi đáng kể ở trong cái thị trấn của chúng tôi. Chúng ta có từ trên đây là danh từ sự thay đổi chứ không phải là động từ. Vì sao có biết thì cô có từ ơ, từ ơ thì nó xứng trước một danh từ. Vậy trước danh từ chúng ta cần lại là một tính từ. Như vậy trong số như thế này đâu là tính từ? Yeah, đáp án D, remarkable. Remarkable chúng ta là đáng kể. Remark là động từ đánh dấu. Bước ngoặt cuộc đời đúng không? Cái trong từ attack là cái gì đấy con? Động từ. Vậy đi với động từ phải là một trạng. Trạng từ. Đáp án gì ạ? À? Như vậy là cái vấn đề mấu chốt ở đây nhất là mình phải bấu víu vào tất cả những anh xung quanh. Đúng không ạ? Bấu víu tất cả luôn. Đây là một cách bạo lực ạ. Violet là màu tím. Violent là tính từ bạo lực. Và violence là danh từ sự bạo lực. Kiểu như là dần dần là tôi đang mất niềm tin vào cuộc sống. Tất cả những đứa mà tôi thấy rất là đẹp trai, cao to thì đều là LGBT hết. Tôi bắt đầu mất niềm tin vào cuộc sống các bạn ạ. Vâng. Bây giờ ngày xưa người ta bảo là con trai thì phải thử xem là con gái có bầu không thì mới cưới đúng không? Còn bây giờ con gái phải thử xem là nó có phải đàn ông đích thực không thì mới cưới nhỉ? Sao thử không kiểu gì? Đơn giản. Không phải là cứ làm việc đấy thì mới thử được. Cái sự giả vờ đến cái mức mà nó trắng trợn. Nào, ở đây chúng ta có từ dominated là tính từ. Và nó sẽ là cần trước, nó sẽ là một trạng từ. Vậy đáp án ở đây có sẽ có là A và C. Đáp án A là không chắc chắn. Đáp án B là tính từ chắc chắn. Đáp án C là trạng từ một cách chắc chắn. Và đáp án D certainty là danh từ sự chắc chắn. Cô lớp 12 giờ này là cô đã được thông dong ở nhà ở Nam Định mấy tháng rồi. Một tháng. Vâng. Tôi biết thế, tôi cũng chả dạy lớp 12 làm gì. Đau đầu, mệt não. Mà dạy lớp 12 kiểu được chứng kiến những cái giai đoạn gọi là quan trọng, rồi khác quan trọng các bạn ấy. Quan trọng nhất trong cuộc đời các bạn ấy. Vui mà. Chịu nóng một tí đi con này. Rồi ok. Vậy câu này đáp án là gì đấy các con? Nếu như mà chúng ta thích xem tivi quá nhiều ấy thì cuộc sống của chúng ta sẽ bị thống trị một cách chắc chắn, tức là bị kiểm soát một cách chắc chắn. Thậm chí chúng ta sẽ không có thời gian cho bạn bè và họ hàng để làm những điều cần thiết nữa. Đáp án gì? Mình lâu lắm rồi không biết cái tivi là cái gì luôn. Mỗi lần là ăn cơm mà con nó bật cái Miu Miu ấy. Mà biết mà vậy còn chả biết tivi là cái gì, đâu là thời sự. Increase là động từ, sau động từ là một trạng từ. Dramatically. Dramatically của chúng ta là một cách nhanh chóng và đột ngột. Dramatic là tính từ, đột ngột. Dramatize là động từ, làm gián đoạn. Trường với lại Hải. Bàn nó to thế con. Câu 57 này, cái lớp trên con từ today's. Today của chúng ta đây là danh từ. Và là tính từ sở hữu. Vì có dấu gì à? Dấu phẩy.
cần từ loại là một danh từ. Ở đây chúng ta sẽ có hai danh từ là A và B. Scientism là chủ nghĩa khoa học. Chủ nghĩa khoa học, tất cả những từ có từ dùm là chủ nghĩa. Scientist là danh từ, nhà khoa học. Và scientific là gì đây ạ? Tính từ thuộc về khoa học. Chứ tôi có gặp một nhà khoa học luôn nhé. Là nghiên cứu với các khoa học, nghiên cứu sinh về các cái cây giống, cây trồng, các thứ ấy. Nhưng mà nói chung là cũng là một cái nghiên cứu bắt, nói chung là cũng là khá là trẻ. Hỏi tôi một câu là, em có người yêu chưa? Nghĩ nó chán. Ô, bởi vì cũng không đeo nghiện. Cũng không để nhận cười. Thấy không? Đấy là một sự cảnh tỉnh cho chồng cô. Không thèm đeo luôn. Rồi ok, tiếp này, câu số 58. Impair ở đây của chúng ta, các bạn thấy từ O này. Hội người mù hay là những người bị khuyết tật. Ở đây impair là tính từ, bị khuyết tật. Vậy tính từ đằng trước nó phải là một gì đấy à? Trạng từ, tính danh, động trạng tính. Đáp án gì đấy à? Ấy, chúng ta có thể visually impair, viết câu đấy à? Visually impair của chúng ta có nghĩa là khiếm thị. Khiếm thị. Visual là tầm nhìn đấy ạ, khiếm thị. Visualize là động từ nhìn. Câu số 50. Một vài cái mà chúng ta sống dựa vào hay là chấm 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 chấm. Ở đây các bạn sẽ thấy câu từ live là động từ, live on, như vậy là có một động từ, một giới từ. Ở đây có một giới gì nhỉ? Giới từ rồi, vậy thì đằng sau cũng phải là một gì? Động từ và một giới gì? Giới từ. Ở trong bốn cái này đâu có động từ hả con? Vâng, cô thao thao bất tuyệt, trò chẳng nói gì. Vâng, nó ăn đi ạ. Depend. Ai ăn mất cái miệng của mày này hả? Lão thật. Phụ thuộc à? Dependent là tính từ phụ thuộc. Independent đuôi NC là danh từ, sự độc lập. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đúng không? Cộng hòa xã hội chủ nghĩa đĩa thì to đúng không? Độc lập tự do miếng là to thì gấp. Câu tiếp theo có từ chư. Sao chư là một động từ. Chính phủ đã thiết lập một cái commission để có thể điều tra những vấn đề. Violent là gì nhỉ? Bạo lực ở trong thành phố. Vậy trong bốn từ này đâu là động từ? B chính xác, investigate. Investigator là danh từ. Đuôi or là danh từ chỉ gì à? Chỉ người, nhà điều tra. Đợt này Hải đi luyện đề rất là ít này. Lười như hủi con ạ. Trường. Ê. Là mình có những đứa nào qua đi luyện đề cho tay xem nào. Này cô giả bài này, cô chấm chấm rồi đấy ạ. Đứa nào đây ạ? Ở đây cô đọc xem nào. U Thị Minh Thanh. Nguyễn Đông Trường. À, mời cô quên hết bữa. Đỗ Thị Thu Phượng. Phượng 35 này. Thanh Hằng 39. Còn lấy con. Cố lên. Cô chấm. Thành Luân mày này buồn quá Thành Luân. Đây này để 29 đúng không Thành Luân? Để 29 hay 30? 29 là để khó. Quá khó luôn. Phương Anh 37. Hồng Ngọc 31. Thực sự là đề 29 khó thật. Thì nó phải có đề nó ở đây kia chứ. Nào, đề sáng nay thì dễ mà cô không vẫn sai đây. Dễ mà sáng nay có mỗi bạn còn nhiều ngân là cao nhất là 46 rồi. Có đứa nào ở trên đâu. Gì đây?
Câu 61 này cả lớp ơi. Chúng ta có từ Jeff. Từ the undersea population. Tất cả những cái này đều là danh gì? Danh từ. Với danh từ chúng ta sẽ là đáp án C. Temperature là nhiệt độ. Còn những cái thằng bên cạnh là thằng mấy trong buffet của lớp nha. Không có một thằng nào luôn. Tất cả ABD đều không có luôn, buffet. 62 ạ. Có từ is. Đây là tính từ sở hữu. Tính từ sở hữu của chúng ta có nghĩa là đằng sau cần một từ loại là một danh, danh từ. Nhìn đáp án đâu danh từ. A, biodiversity, đây là sự đa dạng. Thế mà hôm qua thằng Lý Quốc Anh nó được 30 mấy nhỉ? 35 mà 3 mấy câu đấy. Lý Quốc Anh. Thử rượu lành như Vân Anh ấy. Là sau cũng toàn 45, 46 ấy. Kinh điển. Nhưng mà tức là chúng nó tiến bộ rất là nhanh luôn ấy ạ. Từ mười mấy câu, xong bắt đầu lên thành hai mấy câu, ba mấy câu, phát lên bốn mấy luôn. Cô thấy nó, chúng nó có vẻ cầy ác đấy. Cô thấy chúng nó cầy, cầy ra xem đề với xem các thứ cô nhiều. Cô thấy thằng Dương này, thằng Dương có trong nhóm Zalo. Có mấy đứa trong nhóm Zalo mà chẳng là cô ý kiến gì về cô. Mà nói rằng cô đã yêu cầu là trong nhóm Zalo đấy là mỗi một ngày là học cái gì là phải báo cho cô mà chả báo gì. Láo thật. 63. Tất cả các chính phủ nên có luật lệ cái mà cấm cái việc săn bắn. Như vậy cô cần một động từ. Vì thực ra là thay thế cho từ law, cô cần một động từ. Động từ chính là đáp án C, prohibit là cấm. Đây là trạng từ có tính chất cấm đoán. Prohibition là danh từ sự cấm đoán. Ngay này chỉ có trăm thôi, không trăm không làm gì được đâu. Giỏi, không trăm thì cũng vứt. Qua đề 29 kìa. Mấy bạn năm 1 chỉ có 34, 35. Mấy bạn giỏi 31, 34, 35. Thế mà mấy bạn A3 toán bốn mấy. Sợ. Nào, A3 mấy tuần này kinh khủng khiếp luôn. Thật đấy hỏi trường có xem nhá. Cả cái mấy đứa Văn Đức gì ở trường nhỉ? Kinh khủng luôn ấy. Học ngày học đêm. Học ngày học đêm, tức là nó học một cách kinh khủng luôn đấy cả lớp. Có nghĩa là nó làm liền 2 ca luyện đề, nghĩa là nó như nào cực kỳ quyết tâm luôn đấy cả lớp. Bây giờ thì toàn đầu 4 rồi, kinh khủng cực. Mình không thể nghĩ được là chúng nó lại thay đổi nhiều như thế luôn, mà mình nghĩ là nó học không học chăm đâu. Đúng là đứa nào vượt trội là khác hẳn luôn, chăm nó khác hẳn luôn. Nào tiếp nào, bài tiếp theo. Sau chu cửa một động từ analyst. Từ này của chúng ta đó là hay nhỉ? Danh từ người phân tích. Người ta ở tận Văn Đức, người ta đi học người ta còn vậy đấy. Analyze là động từ phân tích. Danh từ sự phân tích. Đây là kinh khủng. Người mấy đứa đứng đầu toàn ở A3. Kinh. Bạn nào A3 kinh lắm cả lớp. Không quay thường cho nó đâu. Câu số 2 này. If no effective measure were taken to. Nếu như mà không có biện pháp hiệu quả được đưa đến để có thể bảo vệ sau chu cần từ loại một động gì à? Động từ. Nhưng mà trong bốn cái này đâu mà động từ các con? Deity protect. Protection là danh từ đúng không ạ? Protectively là trạng từ. Protector là danh từ. Cô không tiện nói tên nhưng mà có những bạn con trai lớp C các bạn học xuyên đêm. Bạn ấy là một người trước khi không học hành gì cả. Xuyên đêm. Con trai. Như là học. Nói chung là cô không biết là sao nhưng mà cô thấy các bạn A3 con rất là quyết tâm. Luyện đề như gần như là buổi nào cũng có mặt luôn. Bạn trường là còn ít. Như bạn Lý Quốc Anh hay là bạn gì nhỉ? Bạn Hoàng Quốc Anh hay là bạn Tùng, bạn Tiếc hoặc là các bạn ấy. Ngày nào cũng có mặt luôn. Gần như ngày nào cũng vậy luôn. Tức là các bạn ấy rất là chịu khó, cũng không biết diễn tả kiểu gì nhưng mà nó rất là khác luôn đấy. Thật sự. Nào tiếp này, từ in nha. Sau từ in cần điền từ loại là một danh từ. Vậy trong bốn cái này đâu danh từ các con? Mình có A và B là danh từ. Đây là danh từ. Sự phổ biến. Đây cũng là danh từ. Đây danh từ gì đấy à? Population là gì? Dân số.
Đây là động từ. Popularize cũng là gì? Động từ. Populate của chúng ta đây là động từ phát triển dân số. Còn kia là dân số hóa. Con này đáp án sẽ là đáp án B. Cá heo, à, quên nhầm, cá voi đang gặp nguy hiểm bởi vì việc tăng dân số của những loài động vật dưới biển khác. Câu số 4 ở đây chúng ta có từ hour. Từ hour của chúng ta đằng sau nó chúng ta sẽ cần một từ loại là một danh từ. Và trong bốn cái này mình sẽ có hai danh từ là A và C. A là danh từ chỉ vật, còn C là danh từ chỉ gì các con? Chỉ người. Nhưng mà hour là của chúng ta, vậy của chúng ta thì phải là danh từ chỉ gì? Chỉ vật. Environment, danh từ môi trường. Thế là cái khúc khích đây. Environmental là tính từ thuộc về môi trường. Environmentalist là danh từ. Nhà nghiên cứu về môi trường. Tuần trước thì cô thấy Luân còn hay đi làm, tuần này cô thấy Luân không biết đi làm. Câu 5 ạ. Survey cuộc khảo sát đã nhận ra rằng rất nhiều người tốt nghiệp đã gặp khó khăn trong việc working. Ở đây chúng ta có từ working là động từ. Như vậy sao động từ cần từ loại là một cái gì đây cả lớp? Trạng từ. Đáp án gì đây ạ? Đẹp đi. Depend là động từ, cái này lúc nãy nói rồi không nói lại nữa. Câu tiếp theo câu số 6 ạ. Đó là trong từ about. Sau tất cả những từ in, on, at, of, about thì đều cộng danh từ. Vậy ở đây mình sẽ có cái đuôi là đuôi của danh từ là be và đi. Vậy thì các bạn là variety hay là variability? Đúng rồi, sự đa dạng là gì? Variety, đàn bị. Đây là tính từ đa dạng. Danh từ sự đa dạng. Câu 7 của lớp chúng ta có từ đem, đem là con đập nhá. Con đập. Con đập nước biết không? Ở trong cái mùa thu hoạch, à mùa lúa má, nói chung là có diễn tả. Ngày xưa là cô không dùng con đập, mà ngày xưa là cô đi tắt nước. Bàn tay này đã từng tắt nước, cấy, gặt các kiểu trong cuộc đời. Vâng, suốt ngày làm tất cả mọi thứ luôn. Cái khi mà cô bằng các bạn ấy, là cô chỉ mong là hôm nào nó đi học thêm. Vì cứ không đi học thêm là y như rằng phải làm cỏ, hoặc là đi xuống ao là xuống mương để vớt bèo về thái cho lợn, nấu cắm lợn, hoặc là ra ruộng. Cứ mẹ cứ thấy mình cứ ở nhà một cái là y như rằng là bị vác ra ngoài luôn. Vất vả lắm cả lợn, không như các bạn đâu. Ở đây chúng ta có thể đem là danh từ, chứ danh từ cần loại là một gì nhỉ? Tính từ đúng không ạ? Với câu 7 các bạn cho đoán gì? Tính từ. Tính từ, tính từ. Chính xác. Đây. Hydroelectric là thuộc về thủy điện. Hydro là nước đúng không? Electric là điện đúng không? Đây là thuộc về thủy điện. Ai? Láo thật. Mỗi lần nó giật cho mình một phát. Đây là danh từ. Thủy điện. Ừ. Hay là mua MacBook nhỉ? Ôi. Tiền đấy tôi để cho con, tôi mua xe đạp điện cho con tôi. Cần gì phải quá lời đúng không? Thì quá xịn đúng không? Hơn 20 triệu cũng có mà. Câu 8 nào. Câu 8 gạch chân câu từ cigarette. Đây là một danh từ. Cigarette bắt là tàn thuốc lá. Tàn thuốc lá. Tức là cái phần mà mình đã làm sao cả lớp nhỉ? Mình đã hút rồi nó để lại, nhưng mà nó vẫn còn nóng đúng không ạ? Thì nó có thể gây ra thì cả lớp nhỉ? Cháy. Vậy là cháy rừng thì có thể hầu như được tạo ra bởi những cái tàn dư của thuốc lá hoặc là các cái đám lửa trại. Đám lửa chạy, vậy chúng ta cần từ là một tính từ. Tính từ thì có hai cái là A và D. Careful là cẩn thận và careless là bất cẩn. Đáp án của chúng ta sẽ là đáp án gì ạ? Đẹp đi, vâng, tàn thuốc lá để làm cách bất cẩn. Mày ngáp cái mồm mày dài nên thật là mang tai đấy con ạ. Carelessness là danh từ sự bất cẩn. Wow. Carefully là trạng từ nha. Câu 10 nào. Đứng đầu câu từ can study là một động từ. Cái gì có thể nghiên cứu về các loài bướm, đi tới thăm các hang động. Như vậy chúng ta cần một danh từ và phải là danh từ chỉ người đúng không? Thì mới có thể nghiên cứu được. Như vậy câu này đáp án là gì đây?
see tourist. Không có touristy được ạ. Chỉ có tourism là danh từ ngành du lịch. Tourist là khách du lịch ạ. Câu 10 ạ, các bạn thấy câu từ destroy, have destroy là động từ rồi. Vậy đứng cạnh động từ 100% phải là trạng từ, đàn bị. Tức là cái vụ tai nạn này dường như đã bị phá hủy, đã phá hủy hoàn toàn cái gì nhỉ? Confidence, tự tin của anh ấy. Mười một này, journalist. Journalist là những cái nhà báo của Lâm nha. Nhà báo có thể enter, tức là phải bước chân vào những cái vùng nguy hiểm. Nhưng, chúng tôi làm sao đây ạ? Không bảo vệ cho sự an toàn của họ được. Ở đây của chúng ta có cần một trạng từ đứng đầu câu và dòng là trạng từ. Vậy đáp án sẽ là A hoặc là C. Fortunately là trạng từ may mắn. Anh ơi xem mà sáng nó ghi bài không? Hả? Và unfortunately là trạng từ một cách không may mắn. Fortunate là tính từ may mắn. Như vậy câu 11 các bạn trả đoán là gì ạ? C. Vì chúng tôi không bảo vệ được họ mà, đúng không ạ? Ok, tiếp nào. Câu số 12. Đó C nhá. Ở đây có từ to. Sao to 100% phải là tính từ? Tính từ ở đây thì mình sẽ có hai tính từ là A và B. A là dangerous là nguy hiểm. Và in danger là gặp nguy hiểm. Cái từ in danger chỉ sử dụng trong trường hợp các loài động vật, đúng không? Có nguy cơ tuyệt chủng thôi. Hoặc cái gì có nguy cơ tuyệt chủng thôi. Còn his parents, bố mẹ anh ấy won't let him, không để cho anh ấy chơi ice hockey bởi vì họ nghĩ rằng nó quá là nguy hiểm. Như vậy chúng ta có hai tính từ. Ice hockey là môn chuột. Biết ạ. Tính từ nguy hiểm. In danger, tính từ. Mối nguy hiểm. Cái Huyền tiếng Anh ở trường các bạn rất là sướng. Nó là em họ cô, đằng nhà chồng cô. Nó rất là sướng. Nó bảo là bà dạy ôn là cái gì. Ở thế. Bảo là này tôi này, tôi cho mấy buổi gì nhỉ? Mấy buổi online free đấy, mấy buổi online free xong nghỉ thôi, đi du lịch thôi. Nó học nó ngôn thi lớp 12 đây, sao cho nó sướng thế nhở? Mình thì cái lúc nào cũng chỉ cặm cụi với học sinh thôi, khổ, không mở mắt ra được. Số mình như vậy vất vả. Không biết mày kia cho nó ra trường nó có quả trứng hay là có mì tôm nó mang đến, hay là nó có cái hoa quả gì nó mang đến thì cảm tạ không? Hay là học xong phát là nó cúp đuôi nó bỏ chạy. Riêng anh Sáng tôi biết rồi, tôi không cần đoán. Riêng anh này học xong phát quên luôn. Anh ấy không muốn bị tham gia vào, không muốn tham gia vào chuyến cái tổ chức này, đúng không ạ? Vì những cuộc hội nghị, mặc dù là anh ấy sẵn sàng để nói. Nhưng mà câu này của chúng ta cần được gọi là một danh từ, đúng không ạ? Organizer là danh từ người tổ chức. Nó là tình cảm ấy, có những đứa nó biết ấy. Như là thằng Trung với thằng Nguyên, mấy thằng 2K1. Nó học có rất là lâu rồi mà. Nó rất là hay, ví dụ thỉnh thoảng. Vậy cô ơi, mấy em có em lĩnh lương nhé. Giám ốc đi. Ở gì đấy. Chúng nó như vậy cơ mà. Nó rất là kiểu tình cảm luôn. Đấy, bây giờ chúng nó, một thằng là thiết kế đồ họa rồi, kiếm tiền rồi. Còn thằng Trung thì bây giờ là phát thanh viên của đài truyền hình rồi đấy. Tiếng Trung rồi đấy. Sướng chưa? Nào 14 này. We là chủ ngữ. Vậy chúng ta cần một động gì nhỉ? Động từ. Vậy trong số cái này đâu là động từ? Động từ đúng rồi, đáp án đi. Eliminated. Eliminated của ta là xóa bỏ và cô đơn. Ô được trông cái sự trưởng thành của học sinh rất là nhiều ở cả lớp. Có những đứa đã có chồng và 2 con. Có những đứa đã bỏ chồng. Không mà. Nó đứng cạnh cô, nó bế con nó mà trông như kiểu hai đứa chị em cách nhau mấy tuổi, không phải là cô giáo học sinh đâu. Câu số 15 này, ở đây chúng ta có từ include động từ, vậy chúng ta cần một danh từ làm chủ ngữ. Ở đây mình có hai danh từ là conservation và conservator. Conservation của chúng ta là sự bảo tồn.
Conservator là danh từ gì nhỉ? Người bảo tồn. Cái gì là bao gồm sự quan tâm về quality, chất lượng của environment, của môi trường so that people can enjoy living in it? Như vậy đó chính là gì đấy à? Sự bảo tồn. À, này. Several passages from the book were in... Ở đây chúng ta có từ newspaper là danh từ. Vậy trước danh từ mình cần từ loại là tính từ. Đáp án C, chính xác. Nation, gì nhỉ? Nationally là trạng từ, trên toàn quốc. Nationalization là phổ cập, sự phổ cập, kiểu phổ cập giáo dục trên toàn quốc gia. Và nationality là danh từ quốc tịch. Còn nation là thuộc về quốc gia. National newspaper là báo của quốc gia. 17. Anh ấy nói rằng bài hát này là không phù hợp. Inappropriate là tính từ không phù hợp. Như vậy là trước có người đang nói chuyện này. Vậy trước tính từ cần từ loại là một trạng gì à? Trạng từ. Đáp án gì đây ạ? Be lyrically. Về mặt. Lyric là gì đấy? Lời. A không có. C không có. D là tính từ. Có lời. 18, mình có từ occasion là danh từ. Chứ danh từ mình cần từ loại là tính từ. Đáp án. Tính từ. Daddy, chính xác. Specialization là sự làm đặc biệt. Sự làm cho đặc biệt. Specialize là động từ đặc biệt. Specialist là danh từ chuyên gia về một lĩnh vực nào đó. Và special là tính từ đặc biệt. Music is very much an integral part of our life. Integral and important. Tức là một cái phần rất là quan trọng của cuộc sống của chúng ta. We play cái được chơi during almost all important events. Trong tất cả những sự kiện quan trọng. Trời ơi, mày nó to nữa cô rồi đấy. Và một vài dịp đặc biệt. Set the tone for them. Ở câu số 39 á. Có giờ cần điền từ loại là một danh từ. Nhìn đuôi. Exactly. Full là của tính từ vui vẻ. Riley là trạng từ. Long ốm à? Ốm à, xù xịt đây. Ủa sao chúng mày... À, chắc là 5 điều mà anh nhớ thế. Đúng không? 5 điều hoa xong là kiểu cổ kia cưa này. Nó khô họng thật đấy. Nó khô họng đấy à. Đáp án C ạ. Số 20 ạ. Sao to be cần từ loại là một tính từ. Chúng ta có imaginary là tính từ. Tính từ này của chúng ta là ảo tưởng. Ảo tưởng sức mạnh đấy ạ. Tự đấm vào tường xem mình có giống siêu nhân không? Xuyên qua tường. Sự ảo tưởng. Ảo mẹ sao đấy? Imaginative là tính từ. Có tính sáng tạo. Và imaginable là tính từ. Có thể tưởng tượng. Để trở thành một novelist là nhà viết tiểu thuyết thì bạn cần phải làm sao nhờ có tính tưởng tượng và sáng tạo, chứ không phải là bạn cần ảo tưởng ạ. À, xin ạ. Câu 21, donor là danh từ. Donor đây là cái người mà người ta cống hiến, quyên góp tiền này, trong từ donation này. Và những cái cần từ loại là một tính từ. Vậy nhìn đuôi đi ạ, trong bốn cái này đâu là tính từ? A, generous là tính từ hào phóng. Đây là một đức tính rất cần thiết của những người đàn ông. Nhưng nhớ là hào phóng đúng lúc, đúng chỗ. Chứ không được hào phóng với tất cả mọi người. Generator, đây là danh từ. Từ này có nghĩa là máy phát điện. Generosity là danh từ sự tò mò. Đây là trạng từ.
dụ như là có những người ấy cả lớp, người ta tử tế thì không sao, người ta thấy mình hào phóng người ta biết khen, có những người bảo ui thầy ngu thế xin gì cho đấy, người Việt Nam còn vậy cả lớp. Cho nên tốt nhất là chúng ta không nên, chúng ta chỉ nên generous với những người mà người ta như thế với mình, đối xử tốt với mình. Serious của cô là tính từ. Vậy sau tính từ có cần từ loại là một danh từ nhỉ? Danh từ, bốn ngay đâu danh từ. Yeah, see, destruction là sự phá hủy. Destroy là động từ phá hủy. Tính từ destructive là có tính chất phá hủy. Đó gì? Sáng. Rồi ba. Ở đây có từ to, sao to là động từ. Nhìn đáp án, đâu là động từ cả lớp? Đuôi. See. Ây à, về nhà bố tí mẹ đi ạ. Động từ. Industry là danh từ ngành công nghiệp. Industry là tính từ về công nghiệp. Chiều nay lớp mình có ai đi làm đề không con nhỉ? Không à? Sự công nghiệp hóa. Như vậy đáp án của ta sẽ là đáp án C. Hành khách được giữ lại 3 tiếng trong một phòng chờ. Ở đây các lớp có trong từ waiting room. Bản thân nó đã là một danh từ rồi ạ. À. Vậy chúng ta cần từ loại là một gì nhỉ? Tính từ. Ở đây chúng ta có từ disgusting nhá. Là ngột ngạt. Không có disgustful đâu. Là danh từ sự ngột ngạt. Cô dự định là khả năng là có khả năng là tuần sau chúng ta sẽ đi 26. Khả năng chúng ta sẽ đi vào chủ nhật. Phải chủ nhật thôi vì các bạn còn đi học. Có trên trường mà. Cái chuyện này chưa? Thế thì chỉ có cách đi chủ nhật với tất cả 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 các khối 12 đi được với nhau thôi. Thì bắt buộc những bạn nào mà thôi thì học một cái môn đó thì tôi chịu có nghỉ một hôm vậy để làm nào. Tiếng Anh mình thì có thể là mình sẽ có thể học online bù được, hoặc là mình có thể chữa đề cùng các bạn ăn được, đúng không ạ? Online được. Để cô hỏi nhé, để cô hỏi xe đấy nhá. Xong là ví dụ như là mỗi bạn có mấy chục như nào thì cô báo sau nhé. Ăn uống thì cô nghĩ là mình sẽ mua mấy cái thùng nước lọc đúng không? Chứ đừng nước ngọt, nước lọc thôi. Với lại mình mua những cái đồ đơn giản để mình ăn thôi. Không? Đừng cơm, đừng nóng lắm, không ăn được cơm đâu. Không ăn cơm đâu. Cô đang thích ăn cái kiểu tức là cô đang thích là biết. Hey, mình nhờ người mà làm được pate ấy. Làm pate kẹp đi. Kiểu làm cái bánh mì gối mì kẹp này ngon à, pate ngon à, mày không thì mày ở nhà đi thôi. Cô bảo là nhá, tóm lại là lên ý tưởng đi, xem là tối đây xem ăn gì nhá, nhà mà trong nhóm với cô nhá, để cô xem nó hợp lý nhá. Chủ nhật đi nhá, mặc đẹp với nhá, đổi thu thủy là phải chấp được chưa đi. Chả biết nhở, chỉ biết chiều đến năm chúc, năm chúc thì mình đi Hương Yên trước, xong rồi đi ra Tam Chúc Hà Nam, xong mình quay về. Đi sớm đi một ngày, một buổi sáng không kịp đâu. Ngày cô trò thoải mái xài xì chết một tí. Đi sớm phải 5:30. 5:30 tập trung ở đây, xong là 6 giờ lên xe đi. Xe thuê. Không, xe đến. Đi tất cả 4 lớp luôn. Như này nhá, tóm lại là cố gắng 2 người 1 xe, đúng không? Còn lại xe thì để nhà cô. Nhưng mà 2 người 1 xe.
50 xe để nhà cô được, xong để được, để chưa đấy được sao? Để được, cũng lắm mà để sang nhà cái, để sang cái góc ngõ chết chữ cái trang được, không quá cổng báo, được không? Nhưng mà thôi, cố gắng là hai người một xe thôi. Còn cái lễ lạc thì để cô chuẩn bị. Nào, thôi. Thôi không sao, cứ tự giá con ạ. Để xem mà, để cô hỏi lộ trình xem xe khách người ta đi được hay không. Nghe này, nếu mà lộ trình mà có thể đủ để quay về Hà Nội nữa, thì là mình sẽ quay về Hà Nội. Mình quay về Hà Nội, ra Văn Miếu Quốc Tử Giám, vào Thăng Long, hoặc là ra Bảo Hội Kem, nó đi về. Nếu mà đủ, nếu mà đủ thời gian. Tóm lại là, cứ chuẩn bị thì hẳn đây. Nam Dư có mặt ở đây. Mình không đi sang bên, tao chứ mình không đi chuyển sang bên, chỉ bên này thôi. Ôi, dừng. Sáng sao là không đi đâu nhở? Ok. Cơ số 25 này. Cơ số 25 của chúng ta có thể quay lại. Thôi đi đi. Các bạn đỡ được. Nào, thôi, sau quay sẽ là tính từ nhở. Đây là danh từ sự lãng mạn. Thực ra là thầy Giang có rủ cô là cho các bạn ra khu đường bờ sông để thả hoa đăng. Nhưng mà cô thì thật sự là cô chưa biết được là cô có nên đi tham gia không. Nhưng mà chắc chắn là đi chùa là cái việc cô thực hiện rồi. Còn cái việc đi hoa đăng thì cô chưa biết được. Tức là kết hợp cả đội của thầy ý và đội của mình. Nó phải đông như quân nguyên. Bên kia hơn 100, bên kia hơn 100, 200 một ngày. Còn chưa cả kẻ đội lý của thầy Duy. Thôi mình đi chùa thôi. Nào 26 nào. Riêng cái việc đi đình đi chùa là đã nói là phải làm. Trừ khi là như đợt năm vừa rồi là Covid ý, thì mình chấp nhận thôi. Còn năm nay mình đã nói là phải làm. Đi đình đi chùa là phải làm. Đấy là kiểu một cái tín rồi. Đúng không ạ? Rồi câu 26 nào. Câu 26 đúng rồi. Có thờ có thiêng đúng không ạ? Siêu đớt ở đây của chúng ta là danh từ. Các bạn sướng nha. Năm đầu tiên được đi đấy. Đây là tính từ đấy chưa ạ? Ở đây chúng ta có từ detector là danh từ. Detector là danh từ người là cái thiết bị dò tìm. Detection là danh từ sự dò tìm. Và detective là tính từ. Các bạn có biết cái từ detective là trong detective Conan đúng không ạ? Vậy chúng ta có một series các loạt các câu chuyện về thám tử đúng không ạ? Đây là thuộc về thám tử. Được chưa? Đáp án đi ạ. À? Nghĩ đây hơn 100 đứa đi. Như quân nguyên. Thuê hai xe. Hai xe. Duyên. Có điện thoại làm gì? Chứ mày trẻ trâu. Chứ mày từ bỏ tiền đâu hua. Nào tiếp nào. Số 27 nha. Để cô sẽ làm, các bạn tối nay lên thực đơn đi để cô sẽ làm kế hoạch cụ thể nhá. Ở nhà. Câu số 27 này. Sau ơ là từ loại cần tìm. Thôi, cần điền từ loại là một danh từ đúng không ạ? Bố đáp án này đáp án gì ạ? Đâu là danh từ? Đây đúng rồi. Sequence là danh từ trật tự ạ. Sequence. Cứ ngồi đây há quát ngồi mà cười. Sequence là người ta có cái gì nhỉ? Người lái xe nó có kinh nghiệm rồi, đi vòng theo kiểu nào người ta sẽ nói để đỡ cho mình tiền xăng nhất, đỡ tiền cho mình nhất thì người ta sẽ có cái mình cứ thuê, mình thuê trong ngày thôi đúng không? Còn mình đi đâu là việc của mình mà, nhưng người ta sẽ hâm mà đình chùa là cái ưu tiên đầu tiên, còn đi chơi tính sau. Văn Miếu nhưng mà nó kiểu thôi 28 à, anh kêu á. Nào distribute đây là phân phát, phân phát là phân phát cái gì?
hoặc là giải cái gì. Người nông dân khiến cho đất màu mỡ hơn bằng cách là cung cấp thêm phân bón. Ở đây chúng ta có danh từ phân bón là fertilizer. Mặc dù có đuôi R nhưng không phải là danh từ chỉ người, đây là danh từ phân bón. Nghi bón phân. Đây còn có nghề bón phân nữa cả. Đây là tính từ màu mỡ. Fertility là danh từ sự màu mỡ. Có quá là nhiều sự háo ở đây. Đúng không? Đang xì ạ. Chắc là cô phải tìm một bộ quần áo không? Số 29 ạ. Quần áo bình thường đồng phục được mà. Nào, football tournament là giải đấu bóng đá. Ở đây nó có danh từ, và danh từ trước đó là một tính từ đáp án. Vì international là thuộc về quốc tế. Đây là danh từ. Tiếp nào, câu 30 các con. Ở đây có từ quiz. Sau giới từ cần tự loại là danh từ đáp án. Baby, đúng rồi, extinction, sự tuyệt chủng. Extinct là tính từ tuyệt chủng. Animal, động từ tuyệt chủng. Animal extinct. Gì đây? Extinct là tính từ. Câu số 31 từ match là trận thi đấu. Trận thi đấu cuối cùng trước nó cần từ loại là một tính từ. Đâu là tính từ đây? Deadly, sẽ lại si được. Không có finalist, chỉ có finally, trạng từ cuối cùng thì. Final là tính từ cuối cùng. Ôi là tôi chiều canh nhất rồi đây. Câu 32 này. They now live in California. Bây giờ thì họ làm sao đây ạ? Sống ở California. Nhưng đầu tiên thì ngày xưa thì họ sống ở gì nhỉ? Mexico. Ở đây chúng ta đứng đầu câu thì phải là một gì nhỉ? Trạng từ. Thì vậy là sao đơn B. Origin là danh từ nguồn gốc. Ơ có mơ có hồn. Originally là trạng từ. Nguồn gốc là họ đến từ Mexico. Trạng từ. Original là tính từ. Đấy, vừa nói văn miếu quốc tử giám có luôn đi cả lần. Văn miếu quốc tử giám bắt đầu được xây dựng vào năm 1070 ở triều đại nhà Lý, đúng không ạ? Giống như là một sự thể hiện đặc trưng. Ở đây chúng ta có từ as như là, sau từ e này cần từ loại là một danh từ, như là một sự đại diện, một sự thể hiện đặc trưng. Representable là tính từ. Represent là động từ, đại diện. Representation là sự đại diện. Và cuối cùng là người đại diện. Đáp án đi ạ. Giống như một vật thể hoặc là một người đại diện cho toàn bộ. Tourist destination là danh từ. Danh từ cần từ loại là một tính từ. Ok, ở đây chúng mình sẽ có hai tính từ là favorite, favorable. Favorite là thích đúng không? Nghĩa là my favorite drinks is. Còn favorable là được ưu tiên. Mặc dù thành phố này là một cái điểm khách du lịch rất yêu thích, đáp án gì? Tourist destination. Favor là danh từ. Sự yêu thích. Sau hơn 900 năm của sự tồn tại thì văn miếu là một cái ví dụ của sự bảo tồn như thế nào? Chúng ta có từ Vietnamese architecture là danh từ. Vậy chúng ta cần từ loại là một tính gì nhỉ? Tính từ đáp án đi, traditional. Truyền thống ạ. Đây là động từ ạ. Traditionally là trạng từ. Không có đáp án C và đáp án đi là tính từ truyền thống. Nhanh một chút nha. Câu tiếp theo, câu số 36 ạ. Làm hiện đại hóa các cái tòa nhà lịch sử. Ở đây chúng ta có từ building. Vậy building của chúng ta là danh từ. Trước danh từ chúng ta cần từ loại là một gì nhỉ? Tính từ. Tính từ là historic, thuộc về lịch sử.
Historian là danh từ, nhà sử học. Historically là trạng từ. Số 37, từ vua, từ heritage, nó là, đây là một cụm từ. Vua, culture, gì đấy à? Heritage, đúng không ạ? Đây là vua, culture, heritage là di sản, văn hóa, thế giới. Thì the heritage nó là danh từ di sản. Vậy chứ nó cần từ loại là một tính từ. Tính từ thuộc về văn hóa. Thuộc về văn hóa. Đây là môn nghiên cứu văn hóa học. Có mà con có học ngoại ngữ thì nó gọi là môn cái gì nhỉ? Gì văn hóa Việt Nam. Câu 38 này, chúng ta có từ to. Sau to thì cần từ loại là một gì nhỉ? Động từ. To produce. Produce là động từ sản xuất. Product là danh từ sản phẩm. Productively là trạng từ. Nhiều thế. Chắc là không cố được. Thôi còn để chiều có được chữa lớp kia trước xong rồi tiếp một. 39 này. Poly là trạng từ. Trạng từ thì đằng sau nó phải là một tính gì nhỉ? Tính từ. Như vậy là tất cả những cái đặc điểm của bà tiên fairy, các bà tiên hay là witches, của những mụn phù thủy ở trong thế giới phim hoạt hình này, đúng không ạ? Thì đều thực sự là không có thật, imaginary, ảo tưởng. Cái này hôm nay cô nói từ này rồi nhá. Hôm nay cô nói từ này rồi. The firefighter single-minded devotion. Devotion là sự cống hiến. Single-minded của chúng ta có nghĩa là nhất quán, quyết tâm. Sự cống hiến một cách thầm lặng và nhất quán của những người lính cứu hỏa tới việc cứu những con tim trong cái nhà vụ cháy này là đáng ngưỡng mộ. Ai chúng ta có sau to be cần được là một tính từ. Respecting là verbing. Respective là lần lượt. Respectful là tôn kính. Và respectable là tính từ đáng tôn trọng. Làm ăn đẹp đi. Là rất đáng tôn trọng. 41 ạ. Chúng ta cần một chủ ngữ vì the has been là động từ. Bởi vì cái gì quá là nghèo cho nên lớp học đã đóng cửa. Nghèo đây không phải là nghèo nàn mà nghèo tức là ít ạ. Tức là cái sự tham dự lớp học rất là ít cho nên là lớp học phải đóng cửa. Ở đây chúng ta cần từ loại là một danh từ. Đó sẽ là đáp án A. Attendance của chúng ta là sự tham dự. Attendance là danh từ người tham dự. Sẽ có những bạn hỏi cô là cô thế tại sao không dùng cái câu là người tham dự quá là nghèo. Nếu như vậy thì attendance có số nhiều cơ. Tom getting over. Keener on doing research. Như vậy là Tom đã từng là một gì đấy ạ? Keener là người rất là say mê tới việc nghiên cứu về. Sau on thì loại gần tiền là một danh từ. Vậy trong câu này thì có đáp án A và đáp án C là danh từ. Biology là môn. Môn gì đấy? Sinh học. Thích môn này không? Đây là tính từ ạ. Thuộc về sinh học. Danh từ. Nhà sinh vật học. Nhà súc vật học. Và đây là trạng từ, đúng không? Đó sẽ là đáp án A. Ở 43. Ở đây chúng ta có sau to be. Sau to be cần tìm từ loại là một tính từ. Support gì? Yeah, supportive. Tính từ có tính chất ủng hộ. Support là động từ. Hỗ trợ. Câu 44 ạ. Chiếc điện thoại di động của chúng ta là một biện pháp hiệu quả. Sau từ ở thì cần từ loại là danh từ. Đáp án gì hả con? Đáp án gì? B, communication, phương tiện giao tiếp, means of communication. Communicated là động từ chiều quá khứ. Communicate là động từ. Còn communicative là tính từ, thuộc về giao tiếp. 45. Từ good của chúng ta là tính từ. Như vậy tính từ phải cộng với danh gì? Danh từ decision. Decide là động từ quyết định. Danh từ sự quyết định. Tính từ quyết đoán. Mình chưa hết cái mặt này luôn nhé. Và đây là trạng từ. Còn mặt sau còn lại các bạn về chữ nốt nhé.
Câu tiếp này, câu số 46. Mình có từ cultural là tính từ. Sau tính từ mình cần từ loại là một danh từ. Vậy các bạn nhìn thẳng đáp án, đó là danh từ rồi con. B á. Đúng rồi, A. Có đuôi NCE đúng không? Là danh từ. Đây là sự khác biệt. Different là tính từ. Khác. Differently là trạng từ. Và differ là động từ. Đây là đáp án A. 47 à? Ở đây chúng ta có từ countries đến 448. Từ country của chúng ta là danh từ. Trước nó là một tính từ, đáp án gì ạ? Đẹp đi. 48 ạ, cái thị trường của công việc này gần như là đang thay đổi. Bởi vì cái công nghệ thì tiến bộ và ở đây chúng ta có từ new. Vậy nó là tính từ, sau nó cần từ loại là một danh từ. Competition. Là cuộc thi đấu. Competitively là trạng từ. Competitive là tính từ. Và compete là động từ. Hay có đọc chữ nó luôn. Mấy câu nữa rồi bắt chúng mày. Nào số 49 ạ. Primary là tính từ. Sau tính từ là danh từ. Đàm ăn đi. Nhanh hơn một chút nha các con nha. Danh từ. Educational là tính từ. Em đây các bạn làm mà ngủ gật đây cả lớp. Trạng từ. Educate là động từ. Câu 50 này. Có từ dây. Dây là chủ ngữ đúng không? Vậy sao chủ ngữ thì cần điền từ loại là một thì nhỉ? Động từ, đáp án A. Attract là động từ thu hút. Nào nói ít rồi. Attractively là trạng từ. Attraction là danh gì? Danh từ, sự thu hút. Và attractive là tính từ thu hút. 51. Ở đây chúng ta có từ market là danh từ. Vậy trước danh từ cần từ loại là một tính từ. Tính từ là gì ạ? Yeah, competitively. Tính từ có tính chất cạnh tranh, câu này câu trên nói rồi. Không nhắc lại nghĩa nữa. Câu tiếp theo ạ. Số 52 ạ. Sao to be thì lại cần tiền là một tính gì nhỉ? Tính từ. Ở đây tính từ là đáp án gì? Daddy. Infinitely là trạng. Trạng từ. Yêu là động từ. Infinite là danh từ. Sự hữu ích. Và useful là tính từ hữu ích. Đáp án đi. Số 53 có từ there là của họ, là tính từ sở hữu. Vậy sao tính từ sở hữu cần từ loại là một danh từ? Danh từ của chúng ta chính là từ. Yeah, be creatively. Chúng ta đây là sự sáng tạo. Creative là tính từ sáng tạo. Create là động từ, tạo ra. Và creatively là trạng từ, một cách sáng tạo. Số 54 có từ good, danh từ. Câu này nãy làm rồi. Đáp án C, impression. Câu số 55 có từ our. Sau tính từ sở hữu thì cần một gì nhỉ? Danh từ. Câu này nãy làm rồi sao nhỉ? Đáp án C ạ. Câu 56 có từ red là lớn, là tuyệt vời. Đây là tính từ. Sau tính từ cần từ loại là một danh từ. Đáp án gì ạ? A, success. Danh từ success là động từ. Successful là gì ạ? Tính từ. Câu 57 ạ. Skill là danh từ. Như vậy trước danh từ cần từ loại là tính từ. Tính từ đâu? A, đúng rồi. Social là tính từ thuộc về xã hội. Society là danh từ xã hội. Socially là trạng từ. Và socialize là động từ xã hội hóa. Các bạn hay phải nộp tiền xã hội hóa đúng không? Kiểu làm bể nước cho nhà trường làm gì đó. Chả thế. Chán nhỉ. Xây là tiết kiệm. Tiết kiệm là tiết kiệm cái gì? Đây, cái hôm mà chúng mày bạc ti là cái gì nhỉ? Trưởng thành là tôi không biết rồi. 10 triệu. Electrify là động từ truyền điện. Chán nhỉ? Ừ. Ai có lẽ có biết ở Trung Bình Trinh không? Bằng cấp 2 không? Mà nó làm một cái lễ trưởng thành, một cái sân khấu rất là lớn. Mời bố mẹ đến kiểu ngồi như kiểu hội thảo. Đưa bố mời bố mẹ lên, đặt hoa ra, trông nó chất lượng lắm cả lớp. Tiếp nào, why là tính từ, đằng sau cần cái loại là một danh từ. Variety.
Very là động từ làm cho đa dạng. Variety là danh từ. Various là tính từ. Câu 60 ạ. Chúng ta có từ breadth là danh từ. Cần từ loại là một tính từ. Deep là sâu. Deeply là trạng từ. Sao mày sâu deep như vậy đúng không? Given là động từ. Kiểu đào mương đúng không? Hoặc là gì đấy ạ? Đào hố đúng không ạ? Ghép là danh từ. Đào hố trồng cây ạ. Từ quiet sau từ quiet là tính từ. Popular. Popularly là trạng từ. Popular là tính từ. Đúng không? Popularize là động từ. Làm cho phổ biến. Popularity là danh từ. Sau to cần từ loại là một động từ. Đáp án gì ạ? A. Thank. Thankfully là trạng từ. Thankfulness là danh từ. Và thankful là tính từ. 63. Sau to be cần từ loại là một tính từ đúng không ạ? Đáp án ra đi. Vào hôm nay lớp ta giỏi quá. Xong một bài rất là dài.